đấy. Các bạn già đời con này nờ đờ nó. Đấy đấy đấy. Nhân làm sao được. Đây giờ bắt con này giống như nào. Đấy cái đứa con cái. Còn đây dạy. Có một trắng đồ. Ra thì anh đứng đây, em sang bên này. Đông người nó nhộn nhào đấy, mẹ ông để ý đấy. Bắt chó. Sang bên này thì ta đây là chỉ có đứng cạnh thôi. Nhìn vào đây và nhìn ở trên mặt này. Chó bé dễ sách. Nhưng mà mình phải trông người ta đang mãn bán này. À. Đi. Cái đầu rồi thì cứ đứng canh thì cứ canh rồi. Cái đầu vừa rồi đứng công nào cứ đứng mà cái đéo canh được nào mất. Chứ cứ đứng nhìn gió, tao ở dạng như nào chứ nhìn gió. Nhưng mà người ta bán cái này thì mình phải nhìn, lúc ra phải nhìn gió. Mình mình nhìn thì mất con à? Mất một con. Ở bên này là bên mất đấy. Có đường sang bên đây này, vào đây đây thôi. Con này buồn cả các bạn rồi. Con này buồn mất bạn. Con nào? Có 800 em ạ. À. Mất cái ao con. Thì trong con kia nó to. Cô đưa ra này, bán cho mày đi. Cái này sao với ông Tùng, mọi người mất con chó đó mình à? Yeah. Cái đám bài nó hoảng. Về đập lợn cho mẹ mua.